chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Xuân Thiện đây. Thì hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta làm một cái từ gập ba. Thì hôm trước thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta thiết kế cái mặt ngoài. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta thiết kế mặt trong đây. Nó như thế này đây. Rồi tiếp tục thì chúng ta gộp nhóm cái layer mặt ngoài này này. Sau đó mình tắt con mắt này đi. Và tiếp theo thì mình sẽ làm cái mặt trong cho nó. Đầu tiên các bạn vào file, các bạn vào play. Đây thì tiếp tục mình sẽ cho cái này vào. Nhấn play. Rồi tương tự mình đeo vào đây và mình xoay nó xoay chiều này. Bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn click phải chuột, các bạn vào Blending Option này. Ở đây thì mình sẽ vào Gradient Overlay này. Đó, mình sẽ chọn màu này cho nó. Nhấn OK. Rồi tiếp theo mình cũng sẽ vào File Play. Chúng ta cho tiếp hình này vào nữa. Rồi mình đưa nó vào đây. Bạn nhấn Enter. Cái hình này thì mình sẽ cho nó xích lên đây chút xíu. Và mình nhấn Ctrl T và mình phóng to nó lên chút xíu. Và mình xoay chiều nó. Đó. Rồi tiếp tục mình xoay nó như thế này. Rồi sau đó mình nhấn Enter. Và cái hình bên dưới này thì mình cũng sẽ thay đổi nó. Ấn Ctrl T. Và chúng ta phóng to nó lên. Rồi các bạn nhấn Enter. Tương tự thì các bạn sẽ thay màu cho nó. Các bạn click phải chuột. Rồi chúng ta vào Gradient Overlay này. Đây thì mình sẽ không chọn màu này nữa. Mình sẽ cho nó màu màu này. Rồi chúng ta nhấn OK. Tiếp theo thì mình sẽ dùng thằng Rectangle Tool này. Đây, hình này có bao góc nha. Cái radius là mình cho lên 80 này. Rồi mình vẽ một hình chữ nhật có bao góc. Các bạn nhấn Ctrl T để chúng ta xoay cái hình này. Đó. Rồi chúng ta nhấn Enter để kết thúc lệnh. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái hình nó vào. Đây. Đây thì mình sẽ đặt lại hình này đi. Rồi, các bạn nhấn Enter. Và mình sẽ cho cái hình phía bên trên này nó lồng vào cái hình phía bên dưới này. Các bạn click phải chuột. Và các bạn sẽ chọn Grid Lipping Mask này. Đó. Thì nó sẽ nằm vào cái hình bên dưới cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sổ cái con chuột này ra. Các bạn bật bật nó lên. Đây, cái này. Bạn ấn Ctrl G nha, nhân đôi cái layer này lên.
và chúng ta cần kéo nó lên, kéo nó lên trên cùng này, tắt cái con mắt mặt ngoài này đi, rồi thì nó sẽ nằm như này đây. Các bạn sẽ dùng pen tool này, các bạn click ở đây, ấn giữ phím shift, click ở đây một điểm tiếp và ấn giữ phím shift, chúng ta click tiếp điểm thứ hai ở đây. Đây thì mình sẽ tắt cái màu nền đi, cho cái màu viền nó màu như thế này. Size là mình cho nó lên 5 đi. Thôi size mình giảm xuống là 3 thôi. Thôi. Tiếp theo mình sẽ dùng thằng Ellipse Tool này. Các bạn vẽ một hình tròn như này, ấn giữ phím Shift nha. Di chuyển nó lên đây. Rồi các bạn nhấn Ctrl G để chúng ta nhân đôi cái vòng tròn này lên. Các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta thu nhỏ nó lại. Ấn giữ phím Shift Alt nha. Rồi sau đó mình nhấn Enter. Và ở đây thì mình sẽ cho cái màu nền nó, đó, màu này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dùng Pen Tool tiếp này. Các bạn click ở đây. Ấn giữ phím Shift, click ở đây. Rồi các bạn sẽ click tiếp ở đây nữa. Chúng ta vẫn giữ phím Shift nha. Rồi ở đây thì mình tắt cái màu nền đi. Đó. Rồi tương tự bên này cũng vậy, mình sẽ dùng Pen Tool và mình cũng sẽ vẽ một đường như thế này. Đây. Click ở đây, ấn giữ phím Shift này, click đây này, sau đó mình click phía bên ngoài này này. Đó. Rồi, việc tiếp theo thì mình ghi cái nội dung vào cái khung này. Đây thì mình sẽ ghi lại. Mình ghi vậy. Phía bên trong này thì mình sẽ dùng tay tool này. Đó, vẽ một vùng như thế này. Rồi mình sẽ ghi cái nội dung của mình vào. Tiếp theo mình ấn giữ phím Shift này, chọn tất cả các layer này, layer mình vừa mới tạo xong, mình nhấn Ctrl G để chúng ta gộp nhóm nó lại. Và tiếp theo mình nhấn Ctrl G để mình nhân đôi cái layer lên và mình cầm mình kéo nó xuống. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng Rectangle Tool, mình vẽ một hình vuông, các bạn ấn giữ phím Shift nha. Đó. Rồi sau đó mình nhấn Ctrl T và xoay nó lên thế này. Các bạn ấn phím Shift này thì nó chạy ngay cho mình này. Đó. Rồi sau đó mình nhấn Enter. Ấn Z. Tiếp theo các bạn sẽ giữ phím Alt và chúng ta cầm chúng ta kéo nó đi ra này. Đó. Rồi tương tự mình sẽ nhấn Alt này, mình cầm mình kéo đi đây. Mình nhấn Ctrl T và thay đổi kích thước cho nó. Ấn giữ phím Shift nha. Sau đó đưa lên đây. Rồi chúng ta nhấn Enter. Cái hình này thì mình thay màu cho nó.
Fill này, mình thay cái màu là màu này đi. Rồi tương tự thì các bạn cũng sẽ giữ phím Alt và cầm kéo nó lên đây. Rồi việc tiếp theo thì chúng ta sẽ cho những cái hình chúng ta nó nằm vào bên trong hình vuông này. Đây là hình đầu tiên này. Chúng ta vào File, Play. Hình này đi. Ấn giữ phím Shift Alt nha. Rồi sau đó mình nhấn Enter và mình click phải chuột mình chọn thằng này. Đưa nó lên đây đó. Rồi tiếp theo hình tiếp theo. Đây. Rồi ở đây thì mình cho hình vào nó đại khái như vậy thôi. Tiếp theo các bạn ấn chọn layer đầu tiên và layer cuối cùng này. Ấn Ctrl G này, gộp nhóm nó lại này. Đó, sau đó mình xích nó lên. Các bạn nhấn Ctrl T để chúng ta thay đổi cái kích thước của nó, phóng to nó lên chút xíu. Cho xích trong đây, rồi, nhấn Enter. Tiếp theo mình sẽ dùng Pen Tool. Đây. Click một điểm đây, ấn giữ phím Shift, click điểm thứ hai. Cái màu nền thì mình tắt nó đi, cho cái màu viền nó lên, đây là lên là 3 đi, nhấn Enter. Sau đó mình nhấn Ctrl G để chúng ta nhân đôi cái layer đường line chúng ta mới vẽ xong, click cho nó xuống phía dưới này. Tiếp theo mình sẽ dùng Tile Tool, mình cầm mình bôi một đường như thế này. Đó. Cho cái chữ của mình nó nằm trong cái khung này thôi. Ghi chữ vào. Đây thì mình sẽ thay kích thước lớn lên. Đó. Màu sắc thì mình cho nó màu đen đi. Nhấn OK. Rồi. Tiếp theo thì mình sang mặt phía bên này. Thì ở đây thì mình sẽ ghi cái chữ này, ví dụ như là đó. Cho nó xích lên chút xíu. Bạn ấn chữ phím Shift Alt nha. Đó. Rồi chúng ta nhấn Enter. Tương tự thì ở đây thì mình sẽ ghi là ví dụ như là chăm sóc khách hàng chẳng hạn. Size là 20 đi, nhấn Enter, màu là cho màu này. Ok. Rồi, mình ghi nội dung mình vào thôi. Size thì mình sẽ cho nó là 12 thôi, nhấn Enter. Này thì cái này đi. Đó, đại khái như vậy thôi.
rồi mình sẽ cho nó sang phía bên này, ấn chuyển phím Alt này, chúng ta cầm kéo qua này. Rồi bây giờ thì xong phần này rồi, cái phần này thì mình sẽ cho vào cái hình giống như thế này. Thì các bạn phải vào file play cho dấu tích này vào. Đó. Đây thì mình xoay thế này. Rồi mình nhấn Enter. Màu sắc thì mình thay màu cho nó, Define chuột tròn blending option này. Đây thì màu vào Gradient Overlay này. Màu này là màu OK. Rồi tiếp theo cũng sẽ cho cái dấu tích này vào nữa. Bạn click phải chuột này, chọn cái nó xoay, đấy, xoay kiểu này. Rồi chúng ta nhấn Enter và mình cũng sẽ vào thay màu cho nó. Đây. Đây. Đây cũng vậy. Tiếp theo thì mình sẽ dùng Rectangle Tool vẽ một hình chữ nhật có bo góc như thế này. Cái radius này các bạn cho 80 nha. Sau đó mình nhấn Ctrl T, mình xoay nó như thế này. Rồi mình nhấn Enter. Tương tự thì mình sẽ cho một cái hình vào, hình nào cũng được. Đây. Đó, sau đó các bạn nhấn Enter và cho nó lồng vào cái hình phía bên dưới. Đó, rồi. Chọn tất cả những cái layer mặt trong này này. Ấn phím Shift và mình nhấn Ctrl G để gộp nhóm nó lại. Đây để đặt tên cho nó này. Enter. Rồi thì như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái tử gập. Từ gấp 3 nha. Thì nếu bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.